xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ lục tiêu du quét mắt bốn phía, mặt hấp hái. Lục tiêu du phớt lờ người khác, quét mắt qua nàm thúc. Ánh sáng vàng trong tay, quét qua, chút đống đá vụn sau lưng. Hai luồng sáng cưỡng ép hiện ra từ đống đá vụn. Hai luồng sáng rơi vào trong tay lục tiêu du, là diệt hồn cô, mộc Long tiền của bác Cùng Ngọc và độc cô trưởng phạm. Lục tiêu du cầm diệt hồn cô, mộc Long tiền, thủ ấn biến đổi. Một hộp gấm hiện ra trong tay, nắp hộp mở ra bên trong đựng một viên chuẩn đế phẩm đan dược đế linh tấn thần đan lúc trước lục tiêu du luyện chế ra lục tiêu du cầm ba món đồ mặt nghiêm túc đột nhiên chân dẫm đất vọt lên cao trước bảo cặp mắt trong quảng trường nhìn lục tiêu du quỳ xuống hai gối nặng nề dáng xuống trước mặt nam thúc hai đầu gối của lục tiêu du quỳ xuống mặt đất rung rinh thủng một cái lỗ cạn nam thúc ngạc nhiên biến sắc mặt hỏi Tiểu Tử, người làm cái gì thế? Lục Tiêu Du ngẩng đầu lên, thuộc tính kim Quách tán quanh thân, ánh sáng vàng rực rỡ. Hai tay của Lục Tiêu Du cung kính nâng mộc long tiên diệt hồn cô và cả đế linh tấn thần đan lên. Lục Tiêu Du nói: Tiểu Tử tự biết ngủ rốt, không vào được mắt của Nam thúc để mắt tới. Nhiều năm qua, Tiểu Tử toàn nhờ Nam thúc chỉ đạo dạy bảo, khắc khổ tù luyện mới có ngày hôm nay miễn cưỡng được có tương lai hôm nay ngày trước mặt các đại gia tộc tiểu tử với thuộc tính kim đế linh tấn thần đan và cả chiến tích mộc long tiên diệt hồn cô cầu nam thúc thu tiểu tử làm đồ đệ mong nam thúc thành toàn cho tiểu tử để tiểu tử có thể vui vẻ có thể cười một cách sảng khoái dứt lời tay của lục thiếu du nâng mộc long tiên diệt hồn cô đế linh tấn thần đan tránh dập mạnh xuống đất trong phút chốc mọi cặp mắt nhìn nam thúc lục thiêu du nhiều cương già mặt hấp hái thì ra lục thiêu du được độc cô ngạo nam giáo dục ra nghe đồn độc cô ngạo nam đã đột phá thành đế dạy dỗ ra lục thiêu du cũng đến trình độ cao như vậy đám trưởng lão độc cô gia tộc mắt hấp hái đại thiêu gia ngày xưa không có thần hoàng khí chẳng ngờ phiêu bạt 300 năm bên ngoài thế nhưng có thể đột phá thành đế dạy dỗ ra lục thiêu du mạnh hơn bất cứ người nào trong độc cô gia tộc chỗ nào cũng đè trên độc cô gia tộc. Nam Thúc nhìn thanh niên quỷ trước mặt của mình, người run rẩy. Thanh niên này là Nam Thúc xem hắn lớn lên, nhìn hắn từ một thiếu gia vô dụng, trưởng thành đến ngày nay, ngạo thị thiên hạ, và người cùng thế hệ. Nam Thúc không ngờ, ngày này đến mau đến như vậy. Trong lòng của Nam Thúc sớm xem, tiểu tử trước mắt là đệ tử của mình. Nhưng vì có vết xe đổ, nên không muốn nhận thêm đệ tử. Bao nhiêu lâu nay, Nam Thúc đã hiểu rất rõ tính cách của tiểu tử này. Con người tả khí cuồng ngạo thật, nhưng rất tồn sư trọng đạo. Lục tâm đồng tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống cạnh Nam Thúc. Nam Thúc, hãy nhận ca ca đi. Ca ca luôn muốn được Nam Thúc tu làm môn hạ, xin Nam Thúc thành toàn. Dương quá tiến lên, cũng quỳ xuống đất. Xin Nam Thúc, hãy thu nhị đệ. Xin Nam Thúc, hãy thủ thiếu du. Xin Nam Thúc, hãy thủ thiếu du. Xin đại bá, hãy thù thiếu du. Vân Hồng Lăng, bắt cùng vô song, đồng cô cảnh văn tiến lên. Ba thân hình yểu điệu ngay ngắn quỳ trước mặt Nam Thúc. Trận thế bái sư làm người xung quanh rất ngạc nhiên, trong đó còn có hai nữ thần. Trong đám người, giọng đồng cô vang vọng, quỳ một gối xuống đất. Xin thành chủ, hãy thu đệ tử này. Đồng cô Mỹ cùng phụ thân quỳ một gối xuống đất. Xin thành chủ, hãy thành toan Xin thành chủ, hãy thu đệ tử này xin thành chủ hãy thu đệ tử này. Cùng với hai người quỳ một gối xuống đất hét lên thỉnh cầu. Tự như phản ứng dây chuyền, lục tục có mấy vạn người trên quảng trường quỳ một gối xuống đất. Tiếng là tụ tập lại đình tài nhức óc, từng đợt sóng âm quanh quẩn trên bầu trời. Tình hình này khiến cho cường giả lục đại nhân hoàng tộc giật nảy mình, mặt hấp hái. Đặc biệt người bắc cung gia tộc, thấy bắc cung vô song quỳ trước mặt nam thúc, môi mấp máy, nhưng cuối cùng không nói gì. Nam Thúc ngước lên nhìn đám người quỷ dưới đất, còn người cò rút. Đứng lên cả đi. Nam Thúc nhìn đám người lục tâm đồng, dương quá, đầu cố cảnh văn, bắt cùng vô song quỷ dưới đất, mắt dần lên, chùa xót. Nam Thúc cười bắt đắc dĩ nói, đám nhóc còn các người thật lạ, đứng lên hết đi, ta thu tiểu tử này là được chứ gì? Lục tâm đồng, bắt cùng vô song, đầu cô cảnh văn, vân hồng lăng, hần hoàn đứng dậy. Xin đa tạ Nam Thúc, Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du quỳ trước mặt mình, khẽ nói. Tiểu tử, đứng lên đi, ta nhận, ta nhận. Nam Thúc dứt lời, liền cầm lấy mộc long tiên, diệt hồn cô, để lình tấn thần đàn từ tay Lục Thiếu Du. Cùng với thuộc tính kim, lệ bay sự nặng thế này, có mấy người nhận được cơ chứ? Có lẽ không có ai. Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên, lòng thầm bực rỡ. Đệ tử xin bái kiến sư phụ. Rốt cuộc, Nam Thúc chịu nhận hắn làm đồ đệ mắt của lục tiêu du lộ tiềm mừng rỡ dập đầu thật mạnh thấy lục tiêu du dập đầu bái sư nam thúc mở miệng nói khoan đã ta không nói nhận người làm đồ đệ lục tâm đồng nhìn nam thúc chằm chằm nam thúc mới rồi đã nói là nhận cơ mà đám người độc câu cảnh văn cũng khó hiểu nhìn nam thúc lục tiêu du sửng sốt ngó nam thúc nam thúc không thể nói nuốt lời rồi nam thúc nhìn lục tâm đồng và lục tiêu du nhẹ giọng nói Ngày xưa ta đã thề là đời này không nhận đồ đệ. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lục tiêu Du chửi thầm. Sao Nam Thúc có thể tùy tiện thể thốt kiểu vậy? Nam Thúc nhìn chằm chằm, biểu tình ngạc nhiên trên mặt mọi người. Ngược mí mắt lên cuối cùng, ngừng lại trước người của Lục Thiêu Du. Nam Thúc nói, Tùy ta không thu đồ đệ, nhưng muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, ý người thế nào? Lục Thiêu Du ngạc nhiên bật thốt, Nghĩa tử ư, Lúc này bái Nam Thúc làm sư phụ là sau khi lục tiêu du đến đầu cô gia tộc thì luôn luôn chôn giấu quyết định trong lòng, muốn nhanh chóng tìm ra cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản, từ khi lục tiêu du biết Nam Thúc trước mắt chính là thành chủ thành thần hoàng độc cô gia tộc, thì trong bụng đã có ý kiến. Lục tiêu du cứ băn khoăn suy nghĩ, Nam Thúc là thành chủ độc cô gia tộc, lần này trở về độc cô gia tộc, phải chăng sẽ không trở lại phi linh bồn nữa. Thế là phi linh bồn sẽ mất đi trụ cột lớn nhưng Nam Túc và Phi Linh Môn vốn không có nhiều quan hệ, có vị trí thành chủ thần hoàng độc cô gia tộc. Thế nhưng lỡ như Nam Túc không chịu về Phi Linh Môn, thì Lục Tiêu Du cũng không tiện nếu giữ làm gì. Vì vậy, sau khi vào độc cô gia tộc, trong lòng Lục Tiêu Du luôn vắt óc suy nghĩ. Nếu hắn bái sư, thì tiện mở miệng hơn nhiều. Hiện tại trụ cột lớn nhất ở Phi Linh Môn không thể rời đi được. Này Nam Túc muốn nhận Lục Tiêu Du làm nghĩa tử. Trong mắt của hắn cho rằng nghĩa tử và đồ đệ đều như nhau thậm chí quan hệ càng gần gũi hơn một bước lục thiêu du chỉ ngây người dây lát rồi tiếp tục dập đầu tiểu tử xin bái kiến nghĩa phụ lục thiêu du liên tục dập đầu chín cái rõ to mắt nam thúc lộ ý cười thôi được rồi đứng lên đi nếu nhìn kỹ thì thấy hóc mắt nam thúc ươn ướt nước nam thúc nâng lục thiêu du dậy và nói dập đầu nhiều không đại biểu cho cái gì có tấm lòng là tốt rồi trên quảng trường, mọi người thấy cảnh này cũng rất bất ngờ. Không ai nghĩ rằng cuối cùng, độc cô ngạo nam sẽ thu nhận lục thiêu du làm nghĩa tử. Lục tâm đồng cười tươi như hoa, nhìn nam thúc. Chúc mừng nam thúc thu được một nghĩa tử tốt. Nam thúc nhìn lục tâm đồng cười cười không đáp. Nam thúc nhìn thẳng và độc cô ngạo vũ lại nói. Tộc trưởng, ta thu nghĩa tử, có phải cũng xem như một nửa người độc cô gia tộc không? Độc cô ngạo vũ nhìn nam thúc gật đầu nói đại ca là người độc cô gia tộc thanh chủ thanh thần hoàng nghĩa tử của đại ca tất nhiên là xem như một nửa người của độc cô gia tộc nam thúc liếc đám trưởng lão độc cô gia tộc hỏi các người có ý kiến gì không đám trưởng lão độc cô gia tộc nhìn nhau lúc này tất nhiên là không ý kiến ý cò gì cả thanh chủ thanh thần hoàng nhận nghĩa tử tính ra thì coi như một nửa người của độc cô gia tộc nam thúc quét mắt đám trưởng lão không có ý kiến gì thì tốt nam thúc lại nhìn hướng độc cô ngạo vũ tộc trưởng hiện tại tiêu du là nghĩa tử cũng là một nửa người độc cô gia tộc linh vũ song tu lại lĩnh ngộ thuộc tính kim nói sao thì đều xứng với đại tiểu thư độc cô gia tộc hai người trẻ tuổi thiếu du và cảnh văn sớm có tình cảm cho nên ta tại đây với thân phận là nghĩa phụ của thiếu du cầu hôn tộc trưởng tộc trưởng thấy sao có đồng ý được không nam thúc nói năng nhỏ nhẹ nhưng đủ để mọi người trên quảng trường nghe thấy Nam Thúc dứt lời, quảng trường rộ lên ồn ào, ngạc nhiên và bất ngờ. Lục Thiên Du sửng sốt, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lúc này hắn mới biết, ngay từ đầu, Nam Thúc đã lo lắng cho hắn. Có lẽ vì muốn kết hợp cho hắn và cảnh văn, nên mới cố ý nhận hắn làm nghĩa tử. Đầu cô Ngạo Vũ chưa nói gì, thì đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cả Đan trưởng lão lên tiếng phản đối. Tộc trưởng tuyệt đối không được. Lục Thiên Du này dù gì cũng là người ngoài, tuyệt đối không thể. Nam Thúc mắng vào mặt đám trưởng lão độc cô gia tộc. Vớ va vớ vẩn, mới vừa rồi ta hỏi các người có phải Lục Tiêu Du là một nửa người độc cô gia tộc không? Các người không ai nói một lời. Nếu vậy thì tại sao Lục Tiêu Du không thể? Điều này không xúc phạm tộc quỳ nào cả. Một trưởng lão cứng cổ nói với Nam Thúc. Thành chủ, dù có tính thế nào thì Lục Tiêu Du chỉ là nửa người độc cô gia tộc. Không được, không được. Vàng tiếng quát to, Ai nói không được? Độc cô cảnh văn yểu điệu tiến lên trước một bước, đưa mắt nhìn quanh đám trưởng lão độc cô gia tộc. Độc cô cảnh văn nạt ngay. Việc riêng của ta không đến lượt các người xen vào. Nếu các người không đồng ý, thì cũng không cần thần hoàng khí của ta. Đám trưởng lão độc cô gia tộc biểu tình cực kỳ khó coi. Thiếu du. Độc cô cảnh văn rằn ròng tiến tới trước mặt lục thiếu du, kéo tay của hắn ra hiệu, quỳ một gối xuống đất. Nữ nhi Thình phụ thân thành toàn. Lục Tiêu Du thuận theo quỷ một gối, xin độc cô tộc trưởng thành toàn cho. Bây giờ độc cô ngạo vũ nhìn nữ nhi và lục tiêu du, quét mắt qua hai người. Độc cô ngạo vũ hỏi, nếu ta không đồng ý thì sao? Độc cô cảnh văn ngửa đầu, mặt đẹp hấp háy, môi hồng hé mở. Phụ thần đã hứa với nữ nhi rồi, chỉ cần thiếu du có thể chứng minh chính mình. Hiện tại, tiêu du chứng minh bản thân chưa đủ sao? Lục tiêu du nghe vậy, mặt ngoài bình tĩnh, lòng chìm xuống. Không biết trong lòng phụ thân của cảnh văn đang nghĩ gì. Đám trưởng lão biến sắc mặt, nhưng phản ứng không kịch liệt như trước. Tộc trưởng, nhưng xin tộc trưởng hãy nghĩ cho kỹ. Xin tộc trưởng hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Độc cô Ngạo Vũ nhìn đám người xung quanh, mắt nhìn nam thúc. Độc cô Ngạo Vũ nói, đại ca đã mở miệng, thì ta không đồng ý cũng phải ưng. Đám trưởng lão nghe vậy kinh sợ thẳng thốt. Tộc trưởng, không thể được Độc cô ngạo Vũ phất tay ra hiệu đám trưởng đạo đừng nói nhiều các vị trưởng não xin đừng nhiều lời nữa lục tiêu du xem như một nửa người độc cô gia tộc không tính trái tộc quy đầu cô ngạo Vũ nói xong nhìn đầu cô cảnh văn lục tiêu du trước mặt mình đứng dậy cả đi hiện tại không kịp thời gian chờ dịp khác hai ngươi lại chọn ngày đính hôn Độc cô cảnh văn nghe vậy lòng bừng rỡ khuôn mặt xinh đẹp tươi như hoa nở đa tạo phụ thân thanh toán có thể khiến phụ thân đồng ý là dự tính tốt nhất. Đồng cô cảnh văn công muốn trường hợp xấu nhất xảy ra. Trái tim căng thẳng của lục thiêu du cũng nhẹ lòng hơn nhiều. Đà tạ độc cô tộc trưởng. Nếu độc cô gia tộc không chịu đồng ý thì hơi rắc rối. Độc cô ngạo vũ nhìn lục thiêu du, mắt lộ ý cười. Lục thiêu du vẫn còn gọi ta là độc cô tộc trưởng sao? Có phải nên đổi cách xưng hô không? Khuôn mặt của độc cô cảnh văn xấu hổ Cuối đầu nháy mắt ra hiệu với lục tiêu du nhỏ giọng nói tiêu du nên đổi dừng hô đi lục tiêu du phản ứng lại sửa miệng hành lễ với độc cô ngạo vũ tham kiến nhạc phụ đại nhân độc cô ngạo vũ vừa lòng cười nói hơi 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 hơi, đứng lên đi đối với thành niên áo xanh trước mắt này độc cô ngạo vũ còn gì mà không vừa lòng nằm thụng, mặt lóe tia sáng nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt mỉm cười lặng lẽ thụt lùi bên cạnh kim huyền Kim Huyền nói với Nam Thúc, người thu một nghĩa tử tốt đấy. Nam Thúc nhìn người áo xanh, gã khoanh tay đứng, nhếch môi cười nói, tiểu tử này, lục Tiêu du trở thành nữ tế của độc cô gia tộc chúng ta, hắn lĩnh ngộ thuộc tính mới đấy. Lĩnh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, còn có thuộc tính mới, đủ xứng đôi với đại tiểu thư. Trên quảng trường, đám người độc cô gia tộc bàn tán xôn xao. Đối với bên ngoài, thì cái tên lục tiêu du sớm gây trùng động lúc này trở thành nữ tế của độc cô gia tộc nghĩa tử của thành chủ thật khiến người ta hân hoan rất nhiều tộc nhân dòng chính độc cô gia tộc trên quảng trường lên tiếng chúc mừng xin chúc mừng đại tiểu thư tiếng chúc mừng như sóng trào dâng đám trưởng lão nghe thấy rất là bất đắc dĩ độc cô trường đinh thì biểu tình cực kỳ khó coi lục thiêu du và độc cô cảnh văn đứng dậy bốn mắt giao nhau mắt độc cô cảnh văn lóe tia sáng mắt độc cô cảnh văn hấp hái. Nàng biết nếu thanh niên áo xanh trước mắt nàng không tự chứng minh bản thân, thì gia tộc của nàng làm gì dễ dàng đồng ý, phụ thân đâu chịu đồng ý như thế này. Đầu cô cảnh văn nhìn thanh niên áo xanh làm nàng động tâm. Nàng biết trước kia không nhìn lầm người. Thanh niên áo xanh đã vượt qua dự đoán lúc trước của nàng, đến một độ cao mới. Một độ cao mà toàn gia tộc của nàng phải chú trọng. Lục tiêu dùng nắm tay ngọc nữ của nhân yêu kiều trước mặt, chỉ mỉm cười mà nói. Sao vậy? sao lại nhìn ta như thế? Rốt cuộc dành về nữ nhân của mình, nữ nhân xinh đẹp làm tiên địa trung động này, về sau sẽ quang minh chính đại ở chung với hắn. Đồng cô cảnh văn không đáp, năng nghèn miệng cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Lục tâm đồng vui vẻ chạy đến bên cạnh hai người. Chúc mừng ca ca và cảnh văn tàu tử. Lục tiêu dụ buông tay đồng cô cảnh văn ra, tay khều mũi tinh xảo của lục tâm đồng. Nhà đầu này. Đồng cô cảnh văn lộ biểu tình xấu hổ, Khuôn mặt ửng đỏ càng xinh đẹp động lòng người bác cung ngọc vùng vậy đứng dậy từ khi nào chậm rãi lảo đảo tiến lên phía trước bác cung ngọc nhìn thẳng lục tiêu du lên tiếng nói lục tiêu du ta thua sau này sẽ đi theo làm tùy tùng bác cung ngọc ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi lục tiêu du nhìn bác cung ngọc tuy gã thua nhưng là một nam nhân dám làm dám chịu bác cung ngọc chiến đấu với ngươi chỉ vì ta muốn chứng minh mình xứng đôi với vụ song người cũng là một nam nhân đích thực, ít ra dám làm dám chịu, đi theo làm tùy tùng thì bỏ đi, nhưng ta không thể trả lại mộc long tiên cho ngươi. Lục Thiêu Du nhìn Bắc Cung Ngọc, mắt vé tia sáng. Nguyên nhân Lục Thiêu Du đối chiến với Bắc Cung Ngọc, chủ yếu vì chấn nhiếp Bắc Cung gia tộc, trước mắt bao người Bắc Cung gia tộc, chứ hắn không muốn xảy ra mâu thuẫn lớn cùng gia tộc này. Bắc Cung Ngọc nhìn Lục Thiêu Du, mắt lóe tia sáng cảm kích gật đầu nói. Cho người Mộc Long Tiên, Lục Thiêu Du xin đà tạ. Bắc Cung Ngọc nói xong, chậm rãi lùi xuống. Đã có người Bắc Cung gia tộc tiến lên, dìu gã đi xuống. Dương Quá nhìn tất cả diễn ra, nở nụ cười. Toàn bộ người của Bắc Cung gia tộc thở phào một hơi. Độc Cung Ngọc vũ nhìn quảng trường hỗn độn, lại nói. Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa. Tất cả trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai, phong cảnh văn làm thần nữ. Tiếp theo thì bắt đầu đến thần điện, như vậy là hợp lý bật giang trời đã gần hoàng hôn tà dương như máu chiếu rọi đài thần hoàng bị san phẳng phản chiếu ra ánh sáng màu vàng ngày mai sẽ mở thần điện ra các đại gia tộc đành đi về trước chuẩn bị đại trưởng lão của thác bạt gia tộc là thác bạt đình ra xa nhìn đáp người lục thiêu du lục tâm đồng ánh mắt hằn học chốc lạt sau nhóm lục thiêu du quay về định viên nơi mà bọn độc cô cảnh văn cư ngụ lục tâm đồng độc cô băng lan dường quá tuyết sư đều biết vội vàng về phòng nghỉ ngơi. Kim Huyền thì chẳng biết đã đi đâu. Vẫn trong quê phòng của độc cô Cảnh Văn, Lục Tiêu Du nhìn nữ nhân trước mắt hỏi. Cảnh Văn, đêm đó nàng đi gặp phụ thân của mình, có phải đã xảy ra chuyện gì? Độc cô Cảnh Văn đáp. Không có gì, là chuyện của chúng ta. Phụ thân nói, chỉ cần huynh đánh bại được cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi độc cô gia tộc, điện đồng ý cho chuyện của hai chúng ta mà thôi. Này huynh đã làm được việc ấy rồi thì không còn cần phải nói gì nữa lục tiêu du mắt lóe tia sáng dù sao chuyện đã qua sau này không cần phải quá lo lắng làm gì thôi được rồi huynh cũng đã mệt rồi nhanh điều tức đi độc cô cảnh văn nhìn lục tiêu du đôi mắt mông lung si mê sau này độc cô gia tộc sẽ không nói gì nữa chúng ta không cần phải lo lắng lục tiêu du hỏi ngày mai mở ra thần điện mất bao lâu độc cô cảnh văn nhoèn miệng cười nàng vốn có nhan sắc tuyệt đẹp khí chất cao nhã giờ mỉm cười càng đẹp nhất trần gian mặt đẹp nhìn lục tiêu du độc cố cảnh văn nói muội cũng không biết chắc cần một ít thời gian thần điện do tổ tiên sáu đại gia tộc bày ra nghe đồn bên trong có bí mật rất lớn có lẽ là truyền thừa cao nhất của sáu đại gia tộc nên cần chút thời gian dù sao huynh cũng sẽ tu luyện trong mật điện độc cô gia tộc một năm lục tiêu du lại hỏi phải rồi trong mật địa thật sự có nhiều ích lợi cho linh hồn sao? Chuyện thần điện tuy đủ tiêu du tò mò, nhưng tự hiểu hắn không vào được. Như trong điện huyền vũ trong huyền vũ hoàng tộc, chỉ huyết mạch huyền vũ hoàng tộc mới vào trong được. Nếu như không có tiểu long, thiên trụ giới, thì lúc đó lục tiêu du đã gặp rắc rối to. Mật địa là tổ tiên độc cô gia tộc muội để lại, tu luyện bên trong khiến linh hồn được lợi ích rất lớn. Nghe nói, lão tổ đời thứ nhất của độc cô gia tộc muội bay ra mật điện này. Ảo diệu bên trong thì tuy bội đã tù luyện một thời gian dài trong đó, nhưng còn nhiều thứ không tĩnh ngộ được. Huỳnh luôn là may mắn, không chừng sẽ được cơ duyên gì trong đó. Môi son hé mở, trăng trắng, trắng muốt như bài ngọc, đồng cô cảnh văn cao quý tựa như đóa hoa mẫu đơn rực rỡ nở rộ trong thiên địa này, tăng thêm sắc màu vô tận cho thiên địa. Lục thiên dù thẩm nghĩ, xem ra trong vật địa thật sự hơi bất phàm, mình phải chăm chỉ tu luyện lĩnh ngộ bột phen. Cách tăng mạnh linh hồn lực vốn hiếm thấy cũng rất khó tăng mạnh linh hồn lực. Trong mật địa độc cô gia tộc là một cơ hội. Người độc cô gia tộc có linh hồn lực cực mạnh, không chừng liên quan đến mật địa này. Lục Tiêu Du nhìn nữ nhân trước mắt, lòng tràn đầy kinh diễm. Bàn về sắc đẹp, khí chất thì vô song, Bạch Linh ngang ngửa độc cô cảnh văn. Nhưng hương vị không giống nhau. Bạch Linh yêu mị chúng sinh, vô song cao quý đảm nhã. Độc cô cảnh văn thì có cả khuôn mặt đẹp tuyệt trần và khí chất cao nhã. Độc cô cảnh văn nhìn lục thiếu du chằm chằm, vẻ mặt xấu hổ, nở nụ cười ngọt ngào nói. Đừng có nhìn bội nữa, mau điều tức đi. Lục thiếu du nhìn nữ nhân trước mắt, vẫn xem không đủ. Nàng cao quý xuất trần, tựa như tiên nữ dáng trần. Lục thiếu du giang đôi tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôm ôm, hương nhu, nhuyễn ngọc vào nực. Độc cô cảnh văn tựa vào lồng ngực trắng chắc, sóng lòng trào dâng, vẻ mặt thẹn thùng hỏi. Huỳnh lại muốn làm gì? Lục thiêu du ôm nữ nhân trong lòng, người mùi thơm thân thể xử nữ u nhã, đơn thuần, nhìn khuôn mặt thanh tú thoát tục, nhàn sắc tuyệt đẹp. Hai tay của lục thiêu du sờ sờ hình dáng yểu điệu thon thả cần xứng. Độc cô cảnh văn ngước mắt đẹp nhìn lục thiêu du, đôi mắt mê ly. Huỳnh lại giở trò xấu, lục thiêu du hết chịu nổi, nữ nhân trong ngực già trắng mịn, tóc đẹp dài như suối, đường còng thân thể nhấp nhô, tất cả kích thích nam nhân nổi thú tính hừng hực. Lục Thiên Du không để ý lời động cô cảnh văn nói, hai tay chạm vào thân thể nhấp nhô xinh đẹp, dọc theo đường cong quyến rũ. Động cô cảnh văn nũng điệu nói, Thiếu Du, hãy mau điệu tức đi, đừng mà. Đột nhiên đôi môi mềm nóng cháy, dán trên bờ môi son độc cố cảnh văn, không nói nên lời, không kiềm lại được, mà lập tức đáp lại. Chỉ một lát sau, trong phòng đã tràn đầy xuân ý trên bầu trời màn đêm quyến rũ tấm mảnh tre bây giờ ánh trăng như nước ngoài khung cửa sổ trăng vốn vào tầng mây như không đỡ quấy rầy hai người đang hái âm dương trong đỉnh viện tình xảo và yên tĩnh một đêm chưa mắt qua đi sáng sớm bóng đêm ẩn đi thần quang phá bình minh từ từ đánh thức vạn vật đang ngủ say hoàng hôn nhạt dần dần biến thành làn khói mỏng đối với chân trời tiền nắng sớm thứ nhất từ phương đông chiếu đến khoảnh khắc bao phủ không gian độc cô gia tộc. Bên ngoài đình viện tinh xảo, mây mù lượn lờ dựa dãy núi dâng lên sương bù nhẹ nhàng. Dãy núi được tôm màu trắng ngà dịu dàng, sương trắng pha nhuộm cảnh vật mông lung mộng ảo. Tuy là người tù luyện, nhưng phiền vân phúc vũ một đêm làm độc cô cảnh văn ngủ say xưa nhưng người bình thường. Hai người ôm sát nhau ngủ, thân thể xinh đẹp mềm mại, không xương của độc cô cảnh văn bị lục tiêu du đẻ dưới thân ánh sáng ngoài cửa sổ sáng rực lên. Đồng cô Cảnh Văn mở mắt đẹp ra, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, cảm giác mọi thứ đêm qua thật tuyệt vời khó tả. Đồng cô Cảnh Văn nhìn nam nhân đang ngủ bên cạnh mình, trong lòng lộ vẻ vui sướng. Khuôn mặt kiền nghị gần trong gàng tức, đang ngủ mà khoe môi vẫn cong lên tả khí, làm đồng cô Cảnh Văn nhìn, khuôn mặt xinh đẹp, tựa nàng tiên hay hồng bàn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt độ cong tà khóe môi của lục thiêu du lục thiêu du tỉnh lại mở mắt ra nàng tỉnh rồi sao lục thiêu du nhìn nữ nhân trước mắt vuốt vuốt khuôn mặt xinh đẹp tựa tiền dáng trần ừ trời sáng rồi đầu cô cảnh văn cao mày liễu môi mím lại mắt đẹp khép hờ bộ dáng hấp dẫn chẳng biết là đau đớn hay xấu hổ làm lục thiêu du nhìn đăm đăm lại động tâm lục này cảm nhận nữ nhân xinh đẹp động lòng người quyến rũ yểu điệu chân chuông nằm cạnh mình lục tiêu du biết nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn một lục tiêu du hôn nhẹ vành tay ngọc trơn dịu dàng thì thầm cảnh văn từ hôm nay trở đi nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta nghe lời tâm tình đó thân thể mềm mại khẽ run đâu cô cảnh văn ngại ngùng tay ngọc đè đôi môi tà khí cong lên đâu cô cảnh văn nói mỗi không phải là của huynh thì còn là của ai nữa đây lục tiêu du cười gian nếu vậy thì Lục tiêu Du kéo tay Ngọc đặt bên bồi xuống, lật người lên ngựa, định đại trình chiến ra trường. Lúc này, giọng độc cô băng lan từ ngoài phòng vọng vào. Tiểu thư, người trong tộc đã đến, mời tiểu thư đi đến từ đường. Lục tiêu Du sửng sốt. Băng lan này lại đến làm hỏng chuyện tốt rồi. Rõ ràng là bị buộc đang đánh trận phải rút binh. Tay của độc cô cảnh văn khều khều cho mỗi lục thiêu du. Thôi được rồi, muội phải đi từ đường, hôm nay còn cần mở thần điện ra. Đồng cô cảnh văn chui ra từ dưới thân của lục thiêu du, nhanh nhẹn mặc váy dài vào. Lục thiêu du mỉm cười, nhìn thân hình đường cong mỹ miều. Hắn đứng dậy mặc trường bào sạch sẽ. Đồng cô cảnh văn nói, sau này đánh nhau với người ta, hãy cẩn thận một chút, đừng làm bội lo lắng. Đồng cô cảnh văn sửa sang quần áo giúp lục thiêu du, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Đồng cô cảnh văn bước gót sen chợt khẽ rên, nhíu chặt mày. Thiêu du hỏi, sao vậy? Độc cô cảnh văn liếc xéo lục tiêu du. Cũng tài huynh, đêm qua không chút thường hưởng tiếc ngọc, hiện tại đi đường đau chết đi được. Sáng sớm trên quảng trường Đài Thần Hoàng, hôm qua còn một đống hỗn độn, dường như trong một đêm đã bị người độc cô gia tộc sửa sang lại xong. Nhưng dấu vết đại chiến còn đó, Đài Thần Hoàng khổng lồ đã bị san bằng, chưa trở về hình dạng cũ. Từ đường độc cô gia tộc nằm ở quảng trường Bao La, to lớn, làm người ta rung động khó tin. Bốn phía dãy núi vòng quanh, ngọn núi cao lớn nhất đâm thẳng lên trời. Bên dưới có một tòa cổ điện khổng lồ, chính là từ đường của độc cô gia tộc. Trên ngọn núi cao vút, đại điện sừng sững nhiều năm trời, cổ kính dày nặng, vững như bàn thạch. Phía xa đằng trước đại điện trải đá xanh, cổ kính loang lổ. Lúc này có nhiều người đứng trên quảng trường. Quảng trường yên lặng, giữa không trung vang nhiều tiếng xé gió, từng bóng người như tia sáng xé gió bay tới. Trong đạt sau, số người nhiều giống như hôm qua. Khi đám người độc cổ cảnh văn, lục tiêu du, độc cổ bằng lan, lục tâm đồng, dường quá đến quảng trường, thì nhóm bắc cung vô song, vân hồng lăng cũng đã sớm tới nơi. Lục tiêu du quét mắt qua, người các đại gia tộc đều tới đây. Các trưởng lão độc cổ gia tộc cùng kính đứng bên ngoài cung điện từ đường cổ kính. Cùng với lục tiêu du đến, đám người hiền viên triệt, thái công tĩnh nhiễm chuyên tôn tông nguyên đều là nhìn hắn nhẹ gật đầu đám người này gật đầu chào lục tiêu du không tự phụ mình cao hơn người cũng gật đầu chào lại trong khoảnh khắc này không trung sau lưng lục tiêu du vang lên nhiều tiếng xé gió các bóng người lần lượt đáp xuống cùng với mấy người đáp xuống công gian, hơi động lại nhóm người đáp xuống người đồng cô giác tộc trên quảng trường hành lễ xin tham kiến tộc trưởng chào các vị đại trưởng lão là độc cô ngạo vũ và đại trưởng đạo độc cô phạm vân như trưởng đạo độc cô ngọc khuê tam trưởng đạo độc cô lâm khoa hiện tại lục tiết du là nữ tế của độc cô gia tộc nên tất nhiên cũng tới bên cạnh độc cô ngạo vũ chào hỏi độc cô ngạo vũ ra hiểu miễn lễ đám người đại trưởng đạo độc cô phạm vân thì biểu tình bất đắc dĩ bọn họ không thể thay đổi được gì trong đám đông sau lưng nhóm cửu trưởng đạo bát trưởng đạo thất trưởng đạo ai nấy biểu tình vô cùng khó coi bọn họ đều bị lục tiêu du trà đạp, thề sờn thảm. Đám người độc cô ngạo vũ đến đó, trò chuyện một lúc với mọi người, rồi bước vào từ đường. Người có thể trực tiếp đi vào từ đường, chỉ có mấy trưởng lão, thần tử, thần nữ ít ỏi của các đại gia tộc. Toàn bộ trưởng lão độc cô gia tộc, mấy thành niên đoàn, thần hoàng. Độc cô trường phàm không ở, độc cô trường linh và độc cô trường không cùng bốn thanh niên bất phàm khác đều có mặt. Lục Tiêu Du Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng, Vân Kiêu Thiên, Dương Trường Lão, mấy đại hộ Pháp Vân Dương Tông may mắn được vào từ đường. Trong đại điện diện tích cực kỳ bao la, đằng trước có nhiều bài vị cực kỳ cổ xưa, dường như toàn là bài vị tổ tiên độc cổ gia tộc. Nghi thức phòng độc cổ cảnh văn làm thần nữ rất trường giả. Lục Tiêu Du luôn đứng một bên nhìn. Chuyện này vốn không liên quan gì đến hắn. Mắt Lục Tiêu Du nhìn quét đại điện, không thấy nàm thúc tới sau khi nghi thức rườm rà từng bước một bước cuối cùng hoàn thành xong đại trưởng đạo độc cô phạm vân điểm trên trán độc cô cảnh văn độc cô cảnh văn từ hôm nay trở đi người chính là thần nữ của độc cô gia tộc có chức trách mở ra thần điện đại trưởng đạo độc cô phạm vân dứt lời toàn thân độc cô cảnh văn run rẩy quanh người toát ra khí thức kỳ dị với tốc độ kinh khủng trở nên hùng dũng linh được phổ thiền cái địa tràn ra chấn động không gian quanh người độc cô cảnh văn rùng lắc độc cô cảnh văn chợt hét lên tiếng quát biến thành sóng âm từng đợt lan tràn trong đại điện thành âm như sấm sét ầm ầm xuyên kim phá ngọc chớp mắt độc cô cảnh văn ngẩng đầu lên Trắng bắn ra một cột sáng trắng rực rỡ cột sáng trắng xông phá sóng không gian cuồn cuộn tựa như sóng nước cột sáng màu trắng bắn ra đâm lên trên nóc đại điện khí thế khiến tim người đập nhanh uy áp khủng bố chớp mắt ánh sáng vào bọc người độc cô cảnh văn váy dài bay phần phật khí thế thần hoàng khí cường đại ồ tuôn ra từ người độc cô cảnh văn khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm ửng đỏ khí thế thần hoàng cùng với uy thế khiếp hồn người lan tràn ra khí thế đó chấn động tâm hồn đặc biệt với người trong độc cô gia tộc thì xen lẫn trong thần hoàng khí là khí thức làm linh hồn huyết mạch người ta rung động khí thức đó vô hình lan tràn trong không trung bao phủ không gian thẩm thấu vào mỗi người độc cô gia tộc lục tiêu du hơi biến sắc mặt nói uy áp thật là mạnh thần hoàng khí rất mạnh thần hoàng khí mạnh mẽ của độc cô cảnh văn làm tiểu đa màu vàng trong đầu lục tiêu du cũng rùng rinh thần hoàng khí cường đại khuếch tán uy áp làm người độc cô gia tộc không chống cự được khí thế lan tràn ra đại điện bao phủ quảng trường bên ngoài quảng trường tập thể độc thân, tập thể tộc nhân của độc cô gia tộc không cách nào chống cự uy áp này đến từ huyết mạch và linh hồn. Ai nấy mặt đỏ rực quỳ rạp hành lễ, xin bài kiến thần nữ. Từng thanh âm quanh quẩn trong quảng trường, mọi người cùng hành lễ. Trong đại điện, tất cả trường đạo cũng không ngoại lệ, thanh âm cất lên, xin bái kiến thần nữ. Trong thanh âm cung kính chất chứa sự thần phục từ tận đáy lòng. Người toàn độc cô gia tộc lúc này, chỉ có mình đầu công ngạo vũ là chống cự được uy áp thần hoàng khí. Trong đại điện, đem người phần khiếu thiên dương trường lão miễn cưỡng chống đỡ trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng người mềm nhũn thần hoàng khí này cũng có thể áp chế bọn họ vân hồng lăng thì hơi khác biệt mặt đỏ au trán loé ánh sáng trắng thân hình không chịu đổi uy áp bị đè quỳ rạp xuống đất người các đại hoàng tộc hơi biến sắc mặt do vẻ không chịu áp lực quá lớn nhưng không chừng là âm thầm chống cự thật lâu sau khi thế từ độc cô cảnh văn thu về đại điện trở lại bình tĩnh, mọi người mới trở nên đứng lên được. Cho đến một lát sau, thần điện mở ra, cường giả sóc đại gia tộc xuất hiện trên một góc không trung. Bên dưới là dãy núi chập trùng mông lung, đỉnh núi ẩn hiện ở trong sương mù lạng đáng. Vù, vù, trên không trung một sân cốc, mọi người đứng đờ lửng. Độc cô Phạm Vân quay đầu nói với người của các đại gia tộc. Là nơi này, hãy chuẩn bị một phen, chuẩn bị mở ra thần điện. Lục Tiêu Du đi theo bên cạnh, nhìn chằm chằm phía dưới, một góc sơn mạch tràn đầy năng lực, tu luyện tại đây sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Lục Tiêu Du cẩn thận quan sát nhưng không tìm thấy thần điện nằm ở đâu. Cường giả các đại gia tộc hơi kích động, rốt cuộc sắp mở ra thần điện, thần điện tổ tiên để lại đã tới lúc được mở ra. Độc cô cảnh văn truyền âm vào tai Lục Thiêu Du. Tiêu Du, sau khi bội vào thần điện, tỷ huynh hãy yên tâm tu luyện trong bật địa có lẽ không đầu sau, muội sẽ ra ngay. Lục Thiên Du gật nhẹ đầu, một năm cũng không có gì. Trong khi tu luyện thì thời gian luôn qua rất nhanh. Độc cô ngạo vũ nhìn không trùng sơn cốc trước mặt, chuẩn bị mở ra thần điện đi. Độc cô ngạo vũ khoanh tay đứng, khi thế bê nghệ thiền hạ, con người hơi trùng động. Bao nhiêu năm qua tụ tập cường giả, có khí hoàng khí thiên trai sáu tộc mới mở ra được thần điện, nhưng toàn là không thành hiện tại đã mở ra trong tay của gã. Chuẩn bị đi, mở ra thần điện. Độc cô ngạo vũ dứt lời, mặt lé tia sáng mong chờ. Cùng với độc cô ngạo vũ lên tiếng, sáu khí tức tuôn ra dao động, sáu thần tử thần nữ của các đại gia tộc bay lên cao. Cùng có độc cô cảnh văn, bác cùng vô song, thái cổng tĩnh Diễm, hiền viền triệt, Truyền tôn tông nguyên và cả thác bạt thành vũ. Sau người đối diện nhau, sớm biết trách nhiệm nặng nề của sáu đại gia tộc rơi vào người họ, sau người gật đầu với nhau, hoàng khí thiên giai phổ tiền cái địa tuôn ra. Sau người bộc phát khí thế, không trùng đóng băng, lùng đầy sụp đổ. Trong khoảnh khắc gió nổi bay phun, tầm mắt tối sầm, lục tiêu du biến sắc mặt nói, khí thế thật là mạnh. Sau người cùng vận dụng dao động hoàng khí thiên giai, lục tiêu du bị áp chế vô hình, đinh hồn rùn rẩy. Sau lại hoàng khí thiên giai, lục tiêu du cảm giác vụ đàn lục sắc trong người của hắn cũng xoay tròn ứng cùng dày lạt ngắn ngủi sau cường giả hoàng khí thiên giai bắn ra cột sáng đinh lực và thuộc tính trong tay của mình một cột sáng có màu sáng khác nhau mang theo uy áp kinh nhân thổ cỡ cánh tay kéo theo các tạo động sóng năng lượng thuộc tính thiên địa hùng hồn sau cột sáng bắn thẳng tới trước chớp mắt mang theo chấn động không gian giao thác tụ thành một điểm trên không gian rộng rãi sau cột sáng đan chéo nhau thành một điểm đột nhiên thiên địa rùng lên bẩn bật trong phút chốc Ký tức cổ xưa mênh mang từ đằng trước chậm rãi khuếch tán ra. Khí tức đó như đến từ không gian hư không, cho người ta cảm giác tuyên cổ trường tồn không ngừng, trong lòng mọi người bỗng chốc run rẩy linh hồn. Cường giả các đại gia tộc cực kỳ kích động, người càng run rẩy hơn. Thần điện, thần điện sắp mở ra rồi. Sáu cổ sáng đụng vào một điểm, đột nhiên đổi lên từng đợt dao động, Ký tức rung động hồn người khuếch tán, không gian phản vẹo dữ dội, và trả tiếng răng rắc như vòi rồng thành âm răng rắc quét tán giao động sóng không gian càng lúc càng kịch liệt như thể quyền thiên địa đều run rẩy giờ phút này tất cả cường giả có mặt đều cảm giác tim đập nhanh trên sóng không gian giao động có sóng năng lượng cực kỳ khủng bố lan tràn linh hồn mọi người run rẩy các cường giả nhìn chằm chằm không gian vặn vẹo mặt không chớp một cái nào Hít thở trở nên nặng nề hơn nhiều tâm tình cực kỳ căng thẳng thần điện mở ra là chuyện lớn nhất hiện nay đối với sáu đại gia tộc. Chợp mặt, sau không gian mở rộng, khi thế khiến tim người ta đập nhanh, mọi người nhìn không trung đằng trước xuất hiện một không gian to lớn, hư ảo. Không gian rộng lớn khổng lồ, bốn phía một ảnh hư không, bao đà vô bờ. Tất cả bị dương vụ dày đặc rộng lớn bao bọc, sóng không gian gợn sóng lăn tăn. Trong hư không, bao đà, vô bờ, một cung điện khổng lồ đứng sừng sững càng ngàn thước, vượt hư không đâm thẳng chân trời nhìn phía xa không thấy nóc đại điện, không đo được độ rộng, tựa như thường đồng gần đầu, có khí thế thông thiên, khí tức kỳ dị lặng lẽ phô tiên cái địa xuyên qua không gian ập đến. Lục tiêu du thì thảo, đó chính là thần điện hay sao? Khí tức thường mang, viễn cổ này làm tim người ta ngừng đập. Độc cô Ngạo Vũ nhìn sáu người. Các người vào hết cả đi, mọi thứ trong thần điện phải dựa vào các người đi tìm hiểu. Sau người gật đầu, hiền viên triệt, thái công tĩnh nhiễm chuyên tôn tổng nguyên thắc bạt thành vũ lao lên trước nhất bay vào không gian vặn vẹo bác cùng vô song đồng cô cảnh văn mặt đẹp liếc nhìn lục tiêu du thân hình yểu điệu nhảy lên theo sau sáu bóng người trong khoảnh khắc tiến vào không gian vặn vẹo biến mất cùng với sáu người vào không gian vặn vẹo thì không gian liền phục hồi lại như cũ khí tức thề lường viễn cổ đang từ từ tan biến khi khí tức này hoàn toàn biến mất khỏi không gian tất cả trở nên bình tĩnh trong đình viện cổ xưa mà trăng nhá lục thiêu du băn khoăn bất an trong thiên tính độc cô ngạo vũ mỉm cười nhìn lục thiêu du ngồi xuống đi đôi mắt độc cô ngạo vũ trong trèo như có thể dung chứa mọi thứ lục thiêu du ngồi xuống đà tạ nhạc vụ lục thiêu du hơi ngạc nhiên không biết nhạc vụ kêu hắn đến để làm gì độc cô ngạo vũ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng lục thiêu du mắt nhìn thẳng hắn thiêu du kêu người đến là vì có hai chuyện Lục tiêu du thận trọng lên tiếng Mời nhạc phụ cứ nói ạ à? Dù sao Thân phận vị nhạc phụ này không tầm thường Tộc trường độc cô gia tộc Một trong sáu đại gia tộc Đẳng cấp tu vị thực lực của độc cô ngạo vũ Thì đến nay Lục tiêu du vẫn không nhìn ra Nhưng ít nhất Có thể khẳng định trước mắt gã Là cường giả khủng bố Độc cô ngạo vũ nói với lục tiêu du Việc thứ nhất Là cảnh văn cũng đi vào thần điện Cần chút thời gian mới đi ra được Ngày mai người hãy vào mật địa tu luyện đi. Về mặt tu luyện thì người có đại ca của người chỉ đạo. Hiện tại ta còn lĩnh ngộ thuộc tính nên là không cần ta nói thêm cái gì nữa. Vào mật địa rồi sẽ giúp linh hồn được nhiều ích lợi, có nhiều trợ giúp cho ngươi. Lục Tiết Du cảm ơn, đà tạ nhạc phụ. Độc cô ngạo vũ lại nói, người đã gọi ta một tiếng nhạc phụ thì không cần cẩn trọng, khách sáo như vậy. Nhà đầu cảnh văn không nhìn lầm người. Lúc trước trưởng đạo trong tộc có nhiều phê bình về ngươi, xin đừng để bụng. Trường lạm trong tộc cũng không sai, chỉ vì lập trường khác nhau. Lục Thiên Du gật đầu nói, tiểu tế hiểu được chuyện này. Độc cô ngạo vũ lại nói, người hiểu thì tốt rồi. Ngày mai bao huynh bội các ngươi vào bật địa, Hồng Lăng cũng đi vào theo. Nàng cũng là một nửa người độc cô gia tộc. Có hiện tại, độc cô gia tộc ta, lần này đi vào bật địa, không chừng Hồng Lăng cũng sẽ tiến bộ. Lục Thiên Du hơi bất ngờ, hắn không ngờ ngày mai, phần Hồng Lăng cũng đi mật địa. Độc cổ ngạo phụ nói, chuyện thứ hai là về thác bạt gia tộc. Tam bội của ngươi đánh cho thác bạt thanh lục bị thương nặng như vậy, lại trúng thiên linh hồn độc của tam bội ngươi. Người bình thường không thể giải trừ. Đại trưởng đạo thác bạt gia tộc đã tìm ta, hy vọng ta nói chuyện với ngươi. Nếu được thì người hãy kêu tam bội giải trừ thiên linh hồn độc cho thác bạt thanh lục đi. Lục Thiên Du gật đầu nói, tiểu tế biết. Lục Thiên Du thẩm nghĩ, người thác bạt gia tộc thật đáng ngang bướng, tìm đến tộc trưởng độc cô gia tộc. Độc cô ngạo vũ nhìn lục Tiêu du, mỉm cười nói, người và thác bạt gia tộc không có mâu thuẫn gì thì không cần tạo dựng một cường địch, không có ngợi cho ngươi, nhưng giải độc cho thác bạt thanh lục có thể thu chút lợi. Lục Tiêu du nói ra, tiểu tế đã hiểu rồi. Lục Tiêu du thẩm nghĩ, nhạc vụ cũng không hiền lành gì. Độc cô ngạo vũ lại nói, thôi được rồi, ngươi chuẩn bị ngày mai đi mật địa đi, những chuyện khác ta sẽ sắp xếp sau lát nữa ta cũng kêu người tác bạt gia tộc tìm tam muội của người là được tay của độc cô ngạo vũ bắn ra ánh sáng một luồng sáng màu xanh hiện ra kèm theo khí thức cổ xưa bàng bạc độc cô ngạo vũ nói dược đình của ngươi vỡ rồi món chất linh cốc đỉnh này đẳng cấp cơ hồn khí địa giai đỉnh phong không kém hơn cổ linh dược đỉnh của độc cô trưởng linh bao nhiêu thôi thì tặng cho ngươi làm quà vậy độc cô ngạo vũ dứt lời ánh sáng xanh trong tay chợt lóe cùng với khí tức cổ xưa bàng bạc bay tới trước mặt lục thiêu du lục thiêu du mừng rỡ xin đa tạng nhạc phụ tay của lục thiêu du bắn ra ánh sáng thu hồi ánh sáng cỡ to bằng bàn tay vào trong tay đây là một tiểu đỉnh bát giác kỳ lạ bên trên có bí văn quấn quanh khí tức cổ xưa dồi dào khuếch tán khiến tim người tật đập nhanh nhìn liền biết không phải vật bình thường lục thiêu du rời khỏi đỉnh viện được một dược đỉnh đẳng cấp đỉnh linh khí địa giai làm cho hắn rất vui vẻ. Nhưng tiếp theo sau, sắc mặt lục thiêu du khó coi, hồn khí là phải thu vào trong não của mình. Nhưng hiện tại, tiểu đao màu vàng đang bá chiếm đầu óc của hắn. Lần trước, có một hồn khí địa dài bị hủy hoại ngay trong phút chốc. Lục Thiên Du thầm suy tính, hoặc là tu chất linh cốc đỉnh vào đầu, hoặc là đến lúc đó lại bị tiểu đao bầu vàng một đào chém gãy tiêu tùng. Lục Thiên Du không biết nên làm sao mới tốt. Một đường suy tư, Lục Thiên Du băn khoăn không biết con đền, luyện hóa chất đình cốc đình mà nhạc phụ độc cô ngạo vũ cho không. Sau khi lục thiêu du quay về đình viện, thì không nghĩ nhiều nữa, hắn tìm đến lục tâm đồng, dường quá nói chuyện thác bạt gia tộc, tìm độc cô ngạo vũ. Lục tâm đồng chung môi nói, cho hắn thuốc giải cũng được, ta vốn gài mắt hắn tự phụ, mình là hoang tộc chó má gì đó, cho hắn một bài học nhớ đời. Lục tâm đồng hơi ghét thác bạt gia tộc. Độc cô bằng đàn mỉm cười nói, tâm đồng, Thôi thì cứ giải độc cho thác bạt thanh lục đi, không cần vô cớ chọc cường địch cho phi linh bôn. Cùng lắm chúng ta lấy chút lợi lộc là được. Mắt của lục tâm đồng lóe tia cười gian. Kể ra cũng đúng, vậy ta sẽ thu chút lợi lộc vậy. Trọng lạt sau, lục tiêu du, dường quá, lục tâm đồng, độc cô băng lan đang thảo luận chuyện đi mật địa tù luyện. Thì ngoài đình viện đã có người độc cô gia tộc đến bẩm báo, nói là đại trưởng lão của thác bạt gia tộc là thác bạt đỉnh mang theo người thác bạt gia tộc đến tìm. Lục tiêu Du do sự một chút rồi đứng lên, mang theo nhóm người lục tâm đồng ra ngoài cảnh đón. Dù sao là đại trưởng lão của thác bạt gia tộc đến tìm, cũng nên tiếp một phen. Ngoài đình viện, Lục tiêu Du thấy thác bạt đình liền cười bắt chuyện trước. Xin chào thác bạt trưởng lão. Sau đứng thác bạt đỉnh mang theo thác bạt thành lục, ủ rũ và người thác bạt gia tộc khác. Thác bạt đình thấy Lục Thiêu Du thì cơ mặt hơi co giật xin chào lục trưởng môn lục tiêu du trước mắt làm thác bạt đỉnh rùng động lục thiêu du nói xin mời các vị vào đây lục tiêu du ra hiệu mọi người vào đình viện rồi nói chuyện trong đình viện thác bạt đỉnh không ngồi xuống cũng không cách xáo mà nói thẳng ý định đến đây lục tâm đồng cũng không cách xáo gì nói đến giải độc thì nàng lộ vẻ mặt khó xử khuôn mặt xinh đẹp thay đổi lục tâm đồng tỏ vẻ vô cùng khó xử nói giải độc thì tất nhiên không thành vấn đề nhưng ta tu luyện thiền linh hồn độc khốc ranh, giải độc cũng không nắm chắc, tiêu hào rất lớn. Với ta, không chừng có khi đó ảnh hưởng tới tu vi của ta. Mấy thành điển tác bản gia tộc hoàn toàn biến sắc mặt hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Thắc bản đỉnh, cưng ra càng cay, khuôn mặt giả đùa thay đổi sắc mặt, mặt lóe tia sáng, nhìn theo ý tưởng của lục tâm độc Nếu giải độc con tiêu hào, thì dự nhiên tác bản gia tộc ta sẽ có bồi thường, nắm chắc được hay không thì cứ thử một lần xem sao. Lục Tâm Đồng nhấn mạnh, tiêu hào này hơi lớn một chút. Thác bạt đình thẩm bất đặc dĩ. Yên tâm, thác bạt gia tộc ta chắc chắn sẽ không bạc tãi ngươi. Ai kêu bọn họ gây sự trước? Ai kêu bọn họ làm lục tâm đồng người hạ độc mạnh như thế? Chính độc cô Phạm Vân cũng không cách nào giải độc mà hoàn hảo vô khuyết. Lục tâm đồng liếc tắc bạt thành lục ủ rũ. Nói như thể nàng chuyên giải độc chứ không phải người hạ độc. Vậy thì được rồi, người đã nói có thẳng ý như vậy. Thế thì đưa 10 món hồn khí địa dai đi, ta liền giải độc cho hắn. Cái gì? Tùy thạc Bạt gia tộc giàu có, sản nghiệp lớn, nhưng lục tâm đồng há mồm đòi 10 món hồn khí địa dai làm người ta giật mình. 10 món hồn khí địa dai đối với thạc Bạt gia tộc đúng là số lượng không dễ lấy ra. thạc Bạt đỉnh mặt lóe tỉa sáng, tiểu nhà đầu, khẩu vị của người hơi mặn rồi đấy. Mắt của thạc bạt đỉnh hấp háy, quét người Lục tâm đồng, thác bản đình thật sự không thể ngờ tiểu nhà đầu này lại dám nói như vậy. Lục tâm đồng lại nói, thế này mà khẩu vị mặn sao? Nếu như không để độc cô gia tộc, thì ta đã không chỉ yêu cầu bấy nhiêu, chỉ là hồn khí địa dai. Trên người của ta có mấy món, thác bản gia tộc của người nghèo tới mức không lấy ra được chứ hả? Ánh mắt của lục tâm đồng nhìn người thác bản gia tộc như thể người thành phố nhìn dân nhà quê. Người thác bản gia tộc biến sắc mặt, mười món hồn khí đẳng cấp địa giai thằng bản gia tộc là hoàng tộc thuộc tính thổ hồn khí này có thể lấy đâu ra nhiều cơ chứ lục thiêu du mỉm cười nhìn đục tâm đồng nói tạm bội, nên mặt đại trưởng lão hãy bớt chút tỉnh đi cô đương này sau khi nhìn bảo khố của thành lòng hoàng tộc cộng thêm thu hoạch hiện tại của phi linh Bôn, thì không có khái niệm quý trọng hồn khí đẳng cấp địa giai nhưng lục thiêu du không quá lo lắng lần này chắc chắn người thác bản gia tộc hận hắn tuy không đến mức thủ sâu như biển nhưng sau này không ở chung tốt đẹp được như ngày trước nữa lục Tiêu du tự biết dù hắn tốt thế nào với tác bạn gia tộc thì người ta cũng sẽ không cảm ơn ngược lại cho rằng hắn dễ ăn hiếp chỉ có cho bọn họ bài học nhớ lâu một chút thì mới khắc sâu trí nhớ sau này không dám tùy tiện trêu vào cái này cũng như mối quan hệ của lục Tiêu du kiếp trước ở hoa hạ với tiểu đảo quốc kia như vậy là đúng lắm rồi Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuần ảnh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.